chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh FM Trồng rau sạch tại nhà đang là xu hướng không còn mới của người dân thành thị. Ngoài việc đem lại nguồn thực phẩm sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh, trồng rau tại nhà còn đem lại những lợi ích mà không phải ai cũng biết. Đơn giản, dễ làm, tiết kiệm chi phí. Bạn chỉ cần bỏ ra chút chi phí ban đầu để mua các đồ dùng trồng rau, giống rau, nhưng bạn có thể sử dụng được nhiều lần. Rau có sẵn tại vườn chỉ việc hái về nấu, bạn sẽ không mất nhiều thời gian đi ra chợ để mua, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tận dụng được không gian trống trong gia đình. Không gian nhà phố ngày càng bị thu hẹp, rất ít nhà có được một khu vườn nhỏ để trồng cây. Không phải cứ có vườn bạn mới trồng được cây, bạn có thể tận dụng các chỗ như ban công, sân thượng để trồng rau. Như vậy, vườn rau trong nhà bạn sẽ tận dụng được đất, ánh sáng, không gian tạo ra rau sạch phục vụ cho gia đình, mang đến không gian xanh, sạch, đẹp. Trồng cây xanh xung quanh nhà giúp bạn có được một bầu không khí trong lành, vì cây xanh hút khí carbonic và thải khí oxy tốt cho sức khỏe con người. Vườn rau sạch làm không gian ngôi nhà thêm đẹp hơn. Ngoài ra, gia đình bạn cũng tận hưởng được khoảng thời gian thư giãn với cây xanh tươi mát sau những giờ lao động và học tập mệt mỏi căng thẳng. Chăm sóc rau là niềm vui của cả gia đình. Thật tuyệt vời khi những lúc rảnh rỗi, những ngày cuối tuần, cả gia đình cùng nhau chăm sóc vườn rau thêm tươi tốt, tình cảm cả nhà càng thêm gắn bó, gần gũi. Chỉ cần một chút thời gian mỗi ngày, một chút kiên nhẫn là cả nhà đã có vườn rau xanh, sạch, đẹp. Rau sạch giúp cải thiện bữa ăn gia đình, để mỗi ngày trở về với bữa cơm nhà là một ngày vui.